Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với CD về xếp hạng cầu thủ theo từng vị trí. Tuần trước thì mình cũng đã ra một cái bảng xếp hạng vị trí GK để em có thể tham khảo. Và tại video này thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị trí cực kỳ quan trọng, cũng không kém vị trí GK, chính là vị trí trung vệ và được em quan tâm rất là nhiều. Và tất nhiên là những cái sự lựa chọn này, những cái sự đánh giá này đều dựa trên những cái trải nghiệm của mình. Do đó thì anh em có bất kỳ góp ý nào thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách để lại cho Gà một like và đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta cùng bắt đầu với sẽ chắc là không nên thì những con hàng này về cơ bản có thể sử dụng được, nhưng mà mình khuyến khích em là không nên sử dụng. Đầu tiên là con hàng Ederson, một thẻ có OBL 97 thì về cơ bản con hàng này có tốc độ là chấp nhận được, nhưng mà khả năng phòng ngự cũng như là khả năng đấm nhau của con hàng này chưa được quá ngon, và con hàng này thực sự thì không quá hợp ở vị trí trung vệ đâu anh em ạ. Tiếp theo là hai con hàng Oban và con hàng Laporte, hai cầu thủ này thì phòng ngự ổn, đấm nhau ổn, nhưng mà cái tốc độ lại chưa được quá ngon, thực sự thì tốc độ quá chậm anh em ạ. Hiện nay thì ở trung vệ chúng ta cũng không cần yêu cầu tốc độ quá nhiều, nhưng mà tiền đạo phải nói là quá nhanh nhỉ. Do đó thì chúng ta nên ưu tiên trung vệ có tốc độ phải nói là ok một chút thì sẽ dễ sử dụng hơn. Và tương tự là con hàng Badesi cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Tiếp theo là phần tạm ổn thì chúng ta sẽ có hai thẻ cầu thủ là Frenang và thẻ Thiago Silva. Hai thẻ này thì nói chung là cũng sử dụng được, có khả năng chọn vị trí cắt bóng khá là tốt, nhưng mà theo đánh giá của mình thì tốc độ chậm, do đó thì cũng hơi khó sử dụng. Tiếp theo là thẻ của Lukaku thì là một thẻ shape shift, thì nói chung là những cái thẻ này ra cũng chỉ để cho có thôi, còn nếu để sử dụng thì không quá ngon anh em ạ. Tiếp theo là một vài thẻ của sự kiện là Euro, như là con Danso, con hàng Tierney, thì về cơ bản như xem qua chỉ số thì hai con hàng này có chỉ số tốc độ phòng ngự cũng khá là tốt, nhưng mà những thẻ Euro thì mình không đánh giá quá cao đâu, cái chỉ số nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong việc là đánh giá cầu thủ thôi anh em ạ. Tiếp theo thẻ của Nesta này, thẻ của Danilo, thẻ của De Ligt, một thẻ của sự kiện UCL cũng gọi là chấp nhận được. Tương tự là thẻ của Nunez, một thẻ của sự kiện shape shift thì như mình chia sẻ rồi, thẻ shape shift thì chúng ta cũng chỉ để làm cảnh thôi. Và ngoài ra chúng ta có thêm một vài thẻ như thẻ của Kaya này, thẻ của Badakia hoặc thẻ của Christensen cũng là những thẻ mà gọi là tạm chấp nhận được. Ngoài ra con hàng Kobler, một thẻ của sự kiện Hero, con hàng này phải nói là phòng ngự ổn, đấm nhau ổn, nhưng mà tương tự thôi, có một cái điểm hơi trừ một chút là tốc độ chưa được quá ngon. Chúng ta có thẻ của De Bruyne này, thẻ của Company, một thẻ Icon thì thẻ này cũng khá lâu rồi. Thực ra trước đây dùng ổn nhưng bây giờ thì cũng hơi Ameta rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thêm thẻ của Van Hommel, anh em cũng hoàn toàn có thể sử dụng nếu như mà chúng ta mới chơi, hoặc anh em mở được trong trường hợp mà anh em chưa có quá nhiều con hàng ngon anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng bắt đầu với sách là nên dùng thì những con hàng này phải nói là cũng khá là ok nhá, anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Thực sự thì chúng ta còn nhiều con hàng khác ngon, nhưng mà nên dùng cũng như những con hàng mà chất lượng anh em có thể tham khảo. Đầu tiên chúng ta có bốn thẻ của sự kiện Euro, chúng ta có Upamecano này, chúng ta có Guehi, có Mo hoặc là Bastoni. Thì con hàng Upamecano là một thẻ mà có tốc độ ổn, đấm nhau tranh chất đều ok, nhưng mà cầu thủ này cái khả năng chọn vị trí chưa được quá tốt, và ngoài ra thì hay bỏ vị trí. Tiếp theo con hàng Guehi và con hàng Mo, thì hai cầu thủ này chọn vị trí là tốt, tốc độ cũng ổn, nói chung là cũng có thể sử dụng được. Ngoài ra chúng ta có thêm hai thẻ của Bastoni, một thẻ của sự kiện Euro và một thẻ của sự kiện là Tốt S. Thực sự thì hai cái phiên bản này mình thấy cũng tương tự nhau, nhưng mà cái phiên bản Tốt S cảm giác trải nghiệm đá nó sẽ ok hơn so với cái phiên bản Euro. Ngoài ra chúng ta có thêm thẻ của Hincapié này, chúng ta có Córdoba hoặc là Martinez, hai thẻ này đều khá ok. Thực sự con hàng Córdoba có tốc độ ổn, có khả năng tranh chấp ổn, chọn vị trí ổn, nhưng mà con hàng này tương tự như con hàng Martinez thôi, là chiều cao hơi thấp khi mà chiều cao dưới 1m8, con hàng Córdoba hình như là 1m73 và con hàng Martinez hình như là chỉ là 1m78 thôi. Tiếp theo nữa chúng ta có thẻ Saliba, thẻ này thì của sự kiện là TTI, thực sự thì cũng khá lâu rồi nhưng mà mình thấy sử dụng vẫn ok. Ngoài ra có thêm thẻ của Ricardo Camanho này, thẻ của Slotback, thẻ của Seduramot để chọn vị trí ổn, cắt bóng cũng ổn, con hàng này cũng hơi mau chiến. Ngoài ra thẻ của Marquez này, chúng ta có Koulibaly hoặc là Hincapié, thì hai thẻ này nói chung là cũng ổn, nhưng mà về cơ bản cái khả năng chọn vị trí chưa được quá tốt anh em ạ. Ngoài ra có thẻ của Gabriel này, tương tự chúng ta có thêm 4 thẻ nữa của sự kiện TTI, nói chung là cũng rất là lâu rồi nhưng mà mình đánh giá những con hàng này anh em hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được, đặc biệt là giá nó khá là mềm và với như là mới chơi thì em có thể sử dụng. Như thẻ của Blanc thì phải nói là tất cả các phiên bản ra của con hàng Blanc đều uy tín, con hàng này thì đấm nhau thì nó không quá mạnh nhưng mà chọn vị trí cắt bóng thì cực kỳ tốt. Tiếp theo thẻ của Ruben Dias, cầu thủ này thì có cái điểm yếu là tốc độ chưa được quá ngon. Ngoài ra thẻ của Campbell này, thẻ của Kim Min-jae cũng là những thẻ ổn.
Tiếp theo đây chúng ta có 3 thẻ của Dragusin này, thẻ của Skinera hoặc thẻ của TAC. Những thẻ này thì nói chung là những thẻ Euro thì mình thấy chỉ số cũng khá là ok, nhưng mà trải nghiệm in game thì nó sẽ không bằng những cái thẻ của sự kiện tốt ad. Thẻ của Ferdinand cũng là một thẻ ổn, tuy nhiên Ferdinand thì trong cái mùa giải này mình thấy các thẻ nó không quá ngon đâu. Thực sự Ferdinand mùa giải này khả năng chọn vị trí của con hàng này mình thấy không được quá tốt. Ngoài ra chúng ta có thẻ của Vertonghen này, Auroho, Delic cũng là một thẻ ổn. Vidic thì cái bản này trước như rất nhiều em sử dụng, bản này mình thấy cũng là một bản ổn, nhưng mà cái điểm yếu của con hàng Vidic đây chính là tốc độ có liên quan đến khả năng đánh đầu đấm nhau thì phải nói là hết nước chấm luôn. Ngoài ra chúng ta có thẻ của Romero, thẻ của TAC, hai thẻ của TAC, chúng ta có thẻ của Virgil van Dijk, thẻ của TOTI. Cái phiên bản này thì mình thấy vẫn sử dụng được, nói chung là thẻ của Virgil van Dijk trong game thì mình thấy khá uy tín. Ngoài ra thì chiến thần PP, chúng ta có John Stone, thẻ của sự kiện Euro này, chúng ta có Sergio Ramos, thẻ của Otamendi. Ngoài ra có thêm thẻ của Akanji và thẻ của Adverell, thẻ này thì nói chung Euro cao thôi, còn trải nghiệm thì mình thấy không quá ngon anh em ạ. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến xem chắc là ngon. Thực sự những con hàng này thì phải nói là quá chất lượng và anh em hoàn toàn có thể dùng. Nói chung những con hàng này đều cực kỳ uy tín. Đầu tiên là con hàng Frankie Card, một thẻ của sự kiện Euro. Con hàng này thì có khả năng tốc độ ổn này, chọn vị trí ổn, cắt bóng ổn. Thực sự con hàng này có cái AI phòng ngự cực kỳ thông minh. Tiếp theo là cầu thủ Van Hummel, một thẻ của sự kiện là UCL. Con hàng này cũng tương tự như con hàng Frankie Card thôi. Nói chung là con hàng này là một con hàng ổn và chất lượng. Tuy nhiên thì tầm giá nó cũng khá là chát. Tiếp theo nữa chúng ta có thẻ của Saliba, thẻ của Slotterbeck, thẻ của Virgil van Dijk. Những thẻ này đều là những thẻ ngon. Tuy nhiên thì như mình chia sẻ rồi, thẻ Euro thì nó cũng chỉ ngon ở một cái mức nào đó thôi, chưa gọi là quá toàn diện. Ngoài ra có thêm thẻ của Nesta, một thẻ mà có cái khả năng chọn vị trí cũng tốt, có khả năng tốc độ tốt, và ngoài ra thì có cái khả năng phán đoán tình huống khá là ổn em nhé. Chúng ta có thẻ của Eder Militao này, thẻ của Córdoba. Córdoba thì nói thật là tất cả các thẻ của Córdoba mình đều thấy là cực kỳ ngon. Tuy nhiên thì cầu thủ này có một cái điểm trừ thôi, đấy chính là cái chiều cao chưa được quá ngon. Do đó thì em có thể cặp con hàng Córdoba này với những cầu thủ cao to như là cầu thủ Virgil van Dijk hoặc là những cầu thủ Ruben Dias là những thẻ ổn ở vị trí này. Tự thẻ tiếp theo sẽ là thẻ của Ruben Dias này, thẻ của Bremer cũng là một thẻ mà phải nói là tốc độ ổn, chất lượng ổn và đấm nhau cực kỳ, đấm nhau cực kỳ mạnh em nhé. Ngoài ra chúng ta có thẻ của Marquez này, thẻ của Cobler thì có một điểm trừ thôi, đấy chính là cái tốc độ chưa được quá ngon, nhưng mà thực sự con hàng này vẫn là một con hàng chất lượng ở vị trí ở trung vệ để em có thể tham khảo. Chúng ta có thẻ của Saliba, thẻ của Marquinhos là một thẻ của sự kiện là tốt ad. Con hàng này thì về chiều cao cũng không được quá ngon, ngoài ra tốc độ cũng chưa được quá ổn, nhưng mà con hàng này là một cái con hàng mà có khả năng nhận chức vị trí cực kỳ tốt. Nói chung là con hàng này thường xuyên cắt bóng khá là ổn. Ngoài ra chúng ta có thêm thẻ của Lucio này, thẻ của Auroho, thẻ của Calafori. Thì thẻ này thực sự là một thẻ mà có vừa hơi thấp thôi, nhưng mà con hàng này chọn vị trí tốt, cắt bóng tốt, là một thẻ mới của sự kiện Euro mà mình thấy khá là ấn tượng. Tiếp theo thẻ của Rudiger, hai thẻ Rudiger thì phải nói là quá là máu chiến luôn. Và cuối cùng ở danh sách này sẽ là con hàng Virgil van Dijk, một thẻ của sự kiện là UTTI. Thực sự thì thẻ này mình vẫn đánh giá cao và anh em hoàn toàn có thể dụng. Với anh em nào mà mới chơi và anh em biết tiền có thể mua con hàng Virgil van Dijk này ở vị trung vệ nhé. Ok, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với danh sách các con hàng ngon nhất ở vị trung vệ. Thực sự thì khi mà nhắc đến vị trung vệ ở trong game FCY, chúng ta sẽ không thể bỏ qua những cái tên như là con hàng Maldini thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều, các phiên bản của con hàng này đều phải nói là cực kỳ chất lượng. Tiếp theo là hai thẻ Virgil van Dijk của sự kiện là UTTS cũng như là thẻ TTS. Thực sự hai thẻ này thì đều ngon em nhé. Tuy nhiên thì anh em nào ít tiền anh em có thể mua cái phiên bản là TTS. Còn nếu như mà anh em nào mà nhiều tiền anh em múc luôn cái phiên bản UTTS thì phải nói là quá chất lượng. Tiếp theo là chiến thần PP. Thực sự thì cả phiên bản là một phiên bản cực kỳ toàn diện, khi mà có chọn vị trí tốt, cắt bóng tốt, tranh chấp tốt, nói chung tất cả mọi thứ đều ok. Cái phiên bản này phải nói là phiên bản hoàn thiện nhất của PP. Ngoài ra là thẻ của Blanc thì chúng ta biết đến là con thủ này có khả năng chọn vị trí tốt và cắt bóng tốt, thực sự là một cái phiên bản mà phải nói là quá ngon. Tiếp theo nữa là thẻ của Lucio này, thẻ của Rudiger, một thẻ của sự kiện UCL. Con hàng này thì phải nói là tốc độ ổn, tranh chấp ổn, nhưng mà có một điểm đấy chính là con hàng Rudiger này là một cầu thủ thiên về trung vệ dập. Do đó thì em có thể cặp với những cầu thủ như là Virgil van Dijk, cặp với cả Blanc hoặc cặp với Maldini. Còn nếu như mà cho Rudiger cặp với PP thì phải nói là hai ông này thi nhau bỏ vị trí luôn. Tiếp theo là một thẻ Slotterbeck. Thẻ này thì có thể nhiều anh em sẽ nghi ngờ, nhưng mà thực sự thẻ này vẫn là một thẻ ngon và chất lượng ở vị trí trung vệ để em có thể tham khảo. Và cuối cùng chúng ta lại đến với một thẻ Maldini nữa. Thẻ này sẽ là thẻ của sự kiện là TOTI, nhưng mà anh em đều biết là con hàng này có khả năng chọn vị trí cực kỳ tốt và một con hàng thủ cực kỳ cứng, nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Và trên đây là những cầu thủ mà ngon nhất ở vị trung vệ anh em nhé.
Ok, và trên đây là danh sách các cầu thủ từ ngon nhất đến không nên sử dụng ở vị trung vệ. Và tất nhiên là mỗi cầu thủ này sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Do đó thì anh em có thể cho cặp các cầu thủ với nhau để có thể là tìm ra cái đội hình tối ưu nhất. Và tất nhiên là những cái sự lựa chọn, những sự đánh giá này đều dựa trên những cái trải nghiệm của mình thôi. Do đó thì sẽ còn nhiều thiếu sót. Do đó thì anh em đang sử dụng những trung vệ nào, anh em đánh giá sao với những con hàng đó thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và tất nhiên là sau bên này mình sẽ thêm các video khác nữa về xếp hạng các vị trí khác. Do đó thì anh em đừng quên để lại cho gà một like, một đăng ký nhé. Em see you soon. Yeah.